mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào, đi ra để ngắm phong trào. Phong trào làm thiên cho đời an vui. Đi vào để nhận lời chào, lời chào, lời chúc an lành thành cao. Một năm vừa qua chị em chúng ta vẫn và thân yêu. Đi làm, đi chờ vào điều lo toan, việc nhà, việc nước đang đau. Tháng 3